Thấm thoát đã hơn 10 năm trôi qua, kể từ ngày tài tử Park Jong-ha rời bỏ thế giới này vào ngày 30 tháng 6 năm 2010 ở tuổi 33. Dẫu vậy, người hâm mộ, khán giả yêu mến anh cũng như bạn bè đồng nghiệp vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau hằn khắc trong tim. Đã 18 năm kể từ ngày lên sóng, Bản tình ca mùa đông vẫn là một trong những bộ phim kinh điển của màn ảnh Hàn Quốc, là thanh xuân của rất nhiều thế hệ mọt phim. Mới đây, truyền thông Hàn đưa tin Bản tình ca mùa đông sẽ trở lại phần 2 để kỷ niệm 20 năm phiên bản kinh điển lên sóng. Sau 20 năm, dàn sao ngày ấy, Choi Ji-woo, Bae Jong-yoon, Park Seon-mi đã có nhiều đời khác. Tuy nhiên, khi nhắc đến bộ phim, sẽ không thể không nhắc đến nam diễn viên tài hoa bạc mệnh Park Jong-ha. Anh ra đi khi mới 32 tuổi, để lại sự tiếc nuối trong lòng công chúng với một mối tình buồn dang dở. Từng là hoàng tử trong mộng của cả vạn cô gái. Sinh thời, anh là một trong những ngôi sao Hollywood sở hữu lượng fan đông đảo tại châu Á. Tên tuổi anh được xếp ngang Bae Jong-yoon, Choi Ji-woo, những đại diện đình đám của làn sóng Hàn. Để được vị thế này, tài tử từng trải qua nhiều tháng năm chật vật, chấp nhận đóng vai quần chúng và phụ việc trường quay. Park Jong-ha sinh ngày 12 tháng 8 năm 1977, bắt đầu đóng phim khi mới 17 tuổi. Sau nhiều năm lăn lộn đóng vai phụ, thành công đã đến với anh khi thủ vai nam thứ trong Bản tình ca mùa đông. Sau thành công của siêu phẩm truyền hình này, Park Jong-ha vụt sáng thành sao, được yêu thích trên toàn châu Á, đặc biệt là ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Sự nghiệp của nam tài tử nở rộ cả mảng diễn xuất và ca hát. Park Jong-ha được yêu thích bởi khuôn mặt hiền lành, nụ cười rạng rỡ, khí chất ấm áp, trầm ổn. Điều này khiến fan nữ chết mê chết mệt anh, giúp Park Jong-ha trở thành hoàng tử trong mộng của vạn cô gái lúc bấy giờ. Không chỉ đẹp trai, Park Jong-ha còn là người có tính cách chân thành, tốt bụng. Theo đồng nghiệp, nam tài tử luôn chu đáo, thân thiện và không ngừng nỗ lực. Chưa bao giờ thấy Park Jong-ha lớn tiếng hay nặng lời, khó chịu với bất cứ ai. Nhiều năm trong nghề, ngoại trừ chuyện tình cảm với nữ thần Eugene S.E.S., nam diễn viên chưa từng vướng phải bất kỳ scandal nào. Anh cũng không hề để lộ những biểu cảm tâm lý bất ổn ra với công chúng. Chính vì vậy, khi nghe tin Park Jong-ha tự tử, ai nấy đều không khỏi sửng sốt và bàng hoàng. Mối tình đau khổ, nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bi kịch cuộc đời. Bên cạnh những áp lực về nghề nghiệp, gia đình, chuyện tình buồn với nữ thần nhan sắc Eugene S.E.S. cũng là một trong những lý do khiến nam diễn viên day dứt, muộn phiền, mắc bệnh trầm cảm và thấy cuộc đời không còn ý nghĩa, dẫn đến kết cục đau lòng. Cặp đôi lần đầu gặp nhau trên phim trường Yêu Em vào năm 2002. Bạn thân từng tâm sự rằng, ngay từ lần đầu gặp mặt, Park Jong-ha đã vô cùng cảm mến bạn diễn xinh đẹp. Trong quá trình quay phim, những lần tiếp xúc thân thiết càng khiến tình cảm Park Jong-ha dành cho Eugene ngày một lớn dần lên. Thế nhưng, anh chỉ biết ôm mối tình đơn phương trong cô đơn. Âu cũng là bởi vì Eugene là nữ thần nhan sắc hàng đầu lúc đó, là cô gái trong mộng của hàng vạn chàng trai, là hình mẫu lý tưởng của hàng loạt sao nam nổi tiếng như Tony An, S.O.T, Shin Hye-jung, Shin Kwa, Kanta, S.O.T, Lee Ji-hoon, v.v. Dần dần, chính sự chân thành của Park Jong-ha đã khiến Eugene cảm động. Sau khi Yêu Em kết thúc, họ đã chính thức trở thành một đôi. Tuy nhiên, để bảo vệ sự nghiệp trước sự gay gắt của dư luận, Park Jong-ha, Eugene đã quyết định yêu đương nhau trong bóng tối, hẹn hò bí mật và không để lộ bất kỳ điều gì trước công chúng. Theo Naver, dư luận Hàn Quốc thập niên 1990 đầu 2000 rất khắt khe khi thần tượng hẹn hò. Các chuyên gia nghiên cứu văn hóa giải trí nước này từng phân tích trên truyền hình, người hâm mộ mặc định trong số tiền cát xê khủng mà nghệ sĩ nhận được có chi phí bán đời tư, bao gồm cả yêu đương, nghĩa là nghệ sĩ chỉ được là người của công chúng. Đó là lý do phần lớn sao Hàn chọn cách giấu nhẹm chuyện tình cảm. Cứ thế, sau khi cặp đôi yêu nhau được gần một năm, thì vào năm 2003, tin tặc đã xâm nhập máy tính của Park Jong-ha, đánh cắp những hình ảnh của anh bên bạn gái và tung lên mạng. Tin tức cặp đôi hẹn hò bị lộ ra, khiến truyền thông dậy sóng, công chúng bất ngờ. Đặc biệt, hình ảnh Eugene ngồi trong lòng bạn trai với tư thế nhạy cảm, khiến fan phẫn nộ, kiên quyết yêu cầu cặp đôi chia tay. Fan Eugene cho rằng Park Jong-ha làm vấy bẩn hình tượng ngọc nữ của cô. Fan của Park Jong-ha lại cho rằng, nữ idol không xứng đáng với tài tử hàng đầu. Khẩu chiến qua lại, fan khủng bố luôn cả thần tượng, cặp đôi bị chỉ trích với những lời lẽ khó nghe, cay độc. Thời điểm đó, mỗi ngày Park Jong-ha đều nhận được hàng ngàn lá thư phản đối từ người hâm mộ. Chịu áp lực quá lớn khi tuổi đời còn trẻ, cặp đôi không còn cách nào khác là phải chia tay để tìm lại sự yên bình cũng như bảo toàn sự nghiệp. Trong một cuộc phỏng vấn, tài tử Bản tình ca mùa đông chia sẻ nỗi day dứt về chuyện tình đã qua. Sự quan tâm quá mức khiến tình cảm chúng tôi gặp trở ngại. Tôi và cô ấy đều đau khổ vì cảm thấy yêu nhau là có tội với khán giả. Hàng ngàn fan yêu cầu chúng tôi chia tay vì là người của công chúng. Chẳng lẽ vì tương lai, sự nghiệp, tôi phải rời bỏ người mình yêu thương nhất? Sau mối tình tan vỡ,
Park Jong Ha trở nên lầm lũi và ít nói, không hẹn hò thêm một ai và khép lòng mình lại. Nam diễn viên tìm đến rượu để giải sầu, lâu dần bị trầm cảm và phải dùng rất nhiều thuốc an thần mỗi đêm mới có thể ngủ được. Mẹ của Park Jong Ha đã kể lại trong cuốn hồi ký, có một lần say rượu, con trai bà đã khóc rất nhiều và nói Okene là người anh không thể quên trong đời này. Chuyện tình cảm không như ý muốn, Park Jong Ha còn phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ sự nghiệp và gia đình. Sự nghiệp, công việc kinh doanh của nam tài tử gặp nhiều khó khăn, cộng thêm việc bố mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tất cả đã trở thành cú đòn đánh thẳng vào tâm lý của Park Jong Ha. Dù sống trong tình yêu của người hâm mộ và mẹ ruột, nhưng Park Jong Ha vẫn không tìm thấy lẽ sống của cuộc đời. Anh đã quyết định chấm dứt tất cả khi mới 32 tuổi. Ngày 30 tháng 6 năm 2010, mẹ Park Jong Ha phát hiện con trai đã tự tử bằng dây điện thoại tại nhà riêng. Anh không để lại bất kỳ lời nhắn hay một thư tuyệt mệnh nào. Tin tức này ngay lập tức khiến làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung chấn động. Không ai có thể ngờ rằng một ngôi sao tưởng chừng có tất cả, danh tiếng, tiền bạc không thiếu, lại chọn cách cực đoan để kết thúc cuộc đời. Nỗi đau còn mãi trong lòng người ở lại. Sau khi nghe tin Park Jong Ha qua đời, hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đã đến để đưa tiễn nam tài tử về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Okene, tình cũ của Park Jong Ha. Nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt thất thần, bơ phờ, sửng sốt, bàng hoàng như không thể tin vào sự thật nghiệt ngã. Không ai có thể cầm lòng trước hình ảnh xót xa đó. Quản lý chia sẻ, dù chia tay đã lâu, nhưng sau khi nghe tin Park Jong Ha qua đời, Okene đã rất sốc, khóc nức nở và nhốt mình lại, từ chối trả lời phỏng vấn. Người này cũng cho biết mối tình với tài tử bản tình ca mùa đông đã để lại trong lòng Okene nhiều vết thương hằn sâu và sự ra đi của anh khiến nữ diễn viên không thể tin nổi. Khi thời gian trôi qua, cô dần nguôi ngoai và kết hôn với tài tử Ki Tae-yong, trở thành gia đình kiểu mẫu trong showbiz Hàn. Người đứng ra lo liệu đám tang cho Park Jong Ha là nam tài tử Seo Ji-seop. Thuở sinh thời, hai ngôi sao có tình bạn vô cùng thân thiết, đồng hành bên nhau từ khi lập nghiệp cho tới lúc thành công. Hình ảnh Seo Ji-seop khóc hết nước mắt trong đám tang người bạn thân khiến công chúng không khỏi nhói lòng. 10 năm trôi qua kể từ ngày Park Jong Ha qua đời, nhiều fan vẫn còn nhớ đến anh. Nhưng có lẽ vì guồng quay cuộc sống, không ít fan đã không còn nhớ đến nam tài tử đình đám xưa kia. Tuy nhiên, Seo Ji-seop chưa bao giờ quên đi người bạn thân. Hình ảnh nam diễn viên Seo Ji-seop đến viếng mộ bạn vào đêm ngày 30 tháng 6 hàng năm khiến nhiều người xúc động. Anh chuẩn bị hoa, rượu và thuốc lá, ngồi tâm sự, trò chuyện trước một phần người quá cố khá lâu. Theo tờ Sankei Sports Nhật Bản, bà Oh Jong-ran, mẹ của sao quá cố, đã xuất bản cuốn tự truyện về con với tựa đề Con trai tôi, một Park Jong Ha thực sự. Hồi ký dài 260 trang, kể về cuộc đời anh từ khi sinh ra tới lúc mất. Trong đó, có những câu chuyện khởi nghiệp hay hậu trường với tài tử Bae Jong-jun trong bản tình ca mùa đông. Sự ra đi của Park Jong Ha đã nối dài thêm danh sách những nghệ sĩ Hàn Quốc tự tử vì căn bệnh trầm cảm. Tài tử bản tình ca mùa đông ra đi, mang theo mối tình khiến anh dày dứt cả đời, bỏ lại người mẹ già bơ vơ và người anh em tri kỷ. Cái chết của anh cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cách ứng xử của fan đối với chuyện tình cảm của nghệ sĩ và sự áp đặt quá gay gắt của công chúng đối với người nổi tiếng. Quãng thời gian Park Jong Ha sống quá ngắn ngủi, nhưng anh đã để lại dấu ấn không thể quên trong lòng người hâm mộ.